Việt Nam có một nền kinh tế phát triển nhanh chóng. Xu hướng công nghiệp hóa cần đến việc gia tăng các nguồn năng lượng như là năng lượng điện. Để đáp ứng nhu cầu này, Việt Nam đã xây dựng nhiều đập thủy điện trên các dòng sông. Tuy nhiên, những ngày vừa qua, nhiều thủy điện ở miền Trung phải xả lũ để ứng phó với áp thấp nhiệt đới. Cứ vào mùa mưa là có nhiều ý kiến về chuyện xây hồ thủy điện, chuyện xả lũ ở nước ta. Chắc hẳn nhiều bạn đều đang thắc mắc câu hỏi thủy điện có gây ra lũ lụt hay không? Đầu tiên, theo nguyên tắc chung, hồ thủy điện đều phải có đóng góp về mặt giảm lũ, chống lũ. Hay nói cách khác, mỗi khi lập dự án hồ đều có nhiệm vụ điều tiết nước, giảm lũ hạ lưu mùa mưa và tăng mực nước mùa kiệt để tưới tiêu. Nhưng, sức người không thể đọ với tự nhiên. Chúng ta đều thấy rất rõ, nước lũ trong mấy ngày vừa qua quá lớn khiến các hồ không thể chịu được, buộc phải xả lũ. Vì nếu vỡ hồ thì hậu quả còn lớn hơn nhiều so với xả lũ, nên gây ngập nặng ở vùng hạ lưu. Cần khẳng định rằng, nếu không có hồ chứa nước thì lũ vẫn có. Hồ chỉ chứa được một lượng nước nhất định và khi xả để đảm bảo an toàn sẽ gây ngập ở hạ lưu. Chúng ta hãy lấy một ví dụ. Thủy điện Hòa Bình Sơn La được vận hành theo các quy trình được xây dựng theo chuẩn quốc tế, có khả năng điều tiết nước tương đối lớn. Rõ ràng là sau khi có đập Hòa Bình thì Hà Nội và Trung Du hầu như không còn lũ. Nhưng câu chuyện lại khác đối với các thủy điện nhỏ, xây dựng tràn lan và ít có khả năng điều tiết lũ. Thủy điện vừa và nhỏ, một tác nhân gây mất rừng. Mỗi năm nước ta xảy ra khoảng 10 đến 15 trận lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt là tại các vùng núi phía Bắc, Trung Bộ, Tây Nguyên. Hàng trăm hecta hoa màu bị thiệt hại, nhiều nhà cửa bị phá hủy, hàng chục người thiệt mạng mỗi năm. Nguyên nhân được chỉ ra là do biến đổi khí hậu và nghiêm trọng hơn là do vấn nạn phá rừng đầu nguồn và làm thiện. Bởi vì rừng phá đi sẽ không có gì giữ đất sau những trận mưa lâu ngày, sạt lở là điều sớm hay muộn mà thôi. Mỗi dự án thủy điện nuốt chửng hàng trăm hecta rừng. Theo tính toán của một chuyên gia, để làm 160 dự án thủy điện phải mất 20.000 hecta rừng. Trung bình mỗi dự án thủy điện được hình thành và sẽ có 125 hecta rừng bị xóa sổ. Một thống kê khác cũng cho thấy, cứ 1 MW điện sẽ mất 10 hecta rừng. Từ thực tế xây dựng các nhà máy thủy điện, sông Chanh 2, Krông Kma đã khiến các diện tích rừng bị mất khá lớn. Chưa kể nhiều hệ lụy khác như mất đất, tranh chấp nước giữa thủy lợi và thủy điện. Mất rừng là mất tài nguyên, nhiệt độ tăng cao hơn, biến đổi khí hậu nghiêm trọng hơn. Nhưng trước mắt là thảm họa lũ lụt đổ ập xuống nhanh hơn, khốc liệt hơn. Thiệt hại ngày càng lớn hơn và sự phát triển chẳng khi nào bền vững được. Trong trận lũ lịch sử, từ ngày 6 đến ngày 13 tháng 10 vừa xảy ra tại miền Trung, một câu hỏi đã đau đáu được đặt ra. Nếu như rừng miền Trung và Tây Nguyên không mất, phải chăng lũ lụt sẽ giảm nhẹ bớt, thiệt hại sẽ bớt nặng nề hơn? Thủy điện nhỏ nhưng hệ lụy phá rừng rất ghê gớm. Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, thời tiết cực đoan mưa lớn, mưa kéo dài là nguyên nhân kích hoạt lũ quét và sạt lở đất, cuốn theo cây cối, đất đá, thậm chí tính mạng, tài sản của con người. Mưa bão lũ xảy ra ở nước ta ngày càng tăng, trở thành mối đe dọa nguy hại đến cuộc sống con người và nền kinh tế đất nước. Trong một thời gian dài, hậu quả của việc phá rừng đã khiến diện tích rừng phòng hộ, đầu nguồn tại các tỉnh thành tại miền Trung bị san bằng để làm thủy điện, gây khó khăn, khiến cho việc điều tiết nước ở khu vực thượng nguồn bị ảnh hưởng khi mưa lớn. Đây chính là nguyên nhân khiến mưa lũ, lũ lụt nghiêm trọng hơn. Rừng đầu nguồn bị chặt phá cũng khiến cho cường độ của nước dâng lên cao hơn, lũ đi nhanh hơn. Cách đây 3 năm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh phải tạm dừng chuyển đổi rừng tự nhiên làm dự án thủy điện nhỏ. Thủy điện nhỏ đóng góp không bao nhiêu nhưng phá rừng ghê gớm. Trừ trường hợp quá đặc biệt, hiệu quả kinh tế quá đặc biệt thì báo cáo Chính phủ xem xét quyết định từng trường hợp cụ thể. Rừng bị lấy đi quá nhiều là nguyên nhân làm cho lũ lụt ngày càng gia tăng. Thủy điện có thể không làm tăng lũ, nhưng thủy điện đã làm rừng bị mất đi, khiến lũ dữ hơn và tàn phá nặng nề hơn. Trong hơn một thập niên gần đây, Quảng Nam được xem là xứ sở thủy điện ở khu vực miền Trung với hơn 30 dự án thủy điện được xây dựng phân bố trên khắp 10 huyện miền núi của tỉnh với tổng công suất lắp máy lên tới hơn 1.500 MW.
Cũng chính tại đây, các trận lũ từ năm 2009 trở lại đây đã chứng minh sự nguy hiểm của phá rừng làm thủy điện. Tại Quảng Nam, trong cơn bão lũ tháng 11 năm 2013, huyện Đại Lộc đã phải hứng chịu đồng loạt cả 4 thủy điện đầu nguồn sông Vu Gia, Thu Bồn là A Vương, Đắc Mi 4, sông Bung 4, sông Bung 5 xả lũ, khiến cả huyện ngập trong nước. Và tiếp tục trong mùa mưa lũ năm nay, Quảng Nam lại hứng chịu hậu quả nặng nề. Vì vậy, chúng ta nên hiểu rằng việc ồ ạt phát triển các thủy điện nhỏ phải xem xét lại. Lợi ích trước mắt của thủy điện có lẽ không thể bằng lợi ích lâu dài của cuộc sống người dân và môi trường. Kiến trúc sư người Pháp André Coy, người thiết kế 70 công trình đập cho 14 nước trên thế giới từng nói: trong tất cả các công trình do con người xây dựng, đập gây chết người nhiều nhất thế giới. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những sự kiện vỡ đập đen tối nhất trong lịch sử thế giới. Vụ vỡ đập Machu ở Ấn Độ, còn được gọi là thảm họa Mobi, là một trong những thảm họa vỡ đập nghiêm trọng nhất thế giới. Xảy ra vào ngày 11 tháng 8 năm 1979, đập Machu 2 nằm trên sông Machu đã bị vỡ, tạo ra một bức tường nước khổng lồ quét qua thị trấn Mobi, gây ra thiệt hại rất lớn, khi số người thiệt mạng ước tính lên đến 25.000 người. Nguyên nhân của sự cố là những trận mưa lớn ở đầu nguồn liên tiếp 10 ngày và lũ lụt lớn dẫn đến vượt quá công suất của đập. Con đập này ban đầu được đắp bằng đất dài 4 km. Khả năng thiết kế của đập chỉ chịu được lưu lượng 5.663 m3 trên giây, trong khi trận mưa lớn năm đó làm lưu lượng lên đến 16.307 m3 trên giây, gấp 3 lần sức chịu đựng của công trình. Trong vòng 20 phút, nước lũ đã dâng lên từ 3,7 lên 9,1 mét, nhấn chìm toàn bộ thị trấn công nghiệp Mobi nằm sau con đập 5 km. Sau này, trong trình tái xây dựng, con đập mới đã được tăng cường khả năng chịu đựng với lưu lượng lên đến 21.000 m3 trên giây. Vụ vỡ đập diễn ra vào buổi sáng. Đến giờ ăn trưa, cả thị trấn chìm trong hoảng loạn. Nước chảy qua những ngôi làng thấp và phía trái của thành phố với một tốc độ và lượng nước lớn khủng khiếp. Một người dân sống sót kể lại, ông nhìn thấy dòng nước dâng lên nhanh chóng từ đầu gối đến eo của mình. Những tiếng hét lo sợ xung quanh bủa vây khi ông trèo xuống khỏi mái nhà và cố gắng cứu sống một cậu bé 6 tuổi đang bị nước lũ cuốn đi. Không chỉ gây thiệt hại về người, vụ vỡ đập Machu 2 còn làm hư hại đất nông nghiệp, dẫn đến giảm năng suất cây trồng trong thời gian dài sau đó. Khoảng 3.000 vật nuôi cũng thiệt mạng. Hơn một tuần sau khi lũ lụt tàn phá, Mobi hoàn toàn trở thành một thị trấn ma. Những mảnh vụn chất cao thành đống rải rác trên những con đường dẫn vào thị trấn. Các cửa hàng bị vỡ tung, những cột điện bị gãy đổ, nhiều người thiệt mạng vẫn nằm dưới những đống đổ nát. 8 ngày sau trận lũ lụt thảm họa, thành phố vẫn bị nhấn chìm trong những đống đổ nát. Thiệt hại ước tính gây ra bởi sự tàn phá là khoảng 1,5 triệu đô la. Ngoài ra, sẽ phải mất đến nhiều năm để các cộng đồng bị ảnh hưởng tái thiết lại cuộc sống và làm việc trở lại bình thường. Video đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nhé!